Video hôm nay mình sẽ làm một cái đèn soi tiền dùng bóng led tím, rất là đơn giản thôi. Mình sẽ dùng trước hết là một cái đế pin, một cục pin 3,7V pin cell laptop. Dùng một quan trọng nhất là một bóng led tím. Cái này thì mình có thể dễ dàng tìm kiếm ở những cửa hàng linh kiện, rất là dễ mua thôi. Đi với led thì tất nhiên là một con trở rồi, một con trở 10 ohm, một cây công tắc, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nhé. Bây giờ mình sẽ thử soi nhé. Soi trên tờ 500.000. Đây, nó nằm ở đây, số 500 đây này. Đặt điện đi nhìn cho rõ. Các tờ tiền thì hầu hết nó đều có, các tờ tiền polymer nhá, thì đều có mệnh giá in bằng mực phản quang đằng sau lưng như thế này, cạnh hình Bác Hồ. Đây là tờ 500.000 này. Đây, các bạn phải nhìn rõ, đây là số 500.000 nhá. Đây là tờ 20.000.
Đối với tiền giấy thì sao? Tờ tiền giấy 5.000, 1.000, 2.000 thì nó có gì đặc biệt không? Chắc là nhiều việc nhưng thực ra là nó cũng có đấy. Đây, những cái vạch mực, vạch cản quang này, người ta đã trộn, người ta đã cố tình trộn những sợi cản quang vào trong phản quang vào trong tờ tiền, trong giấy in tiền để chúng ta có thể phân biệt được tiền giả tiền thật, chứ nó không phải là đơn giản chỉ có mỗi tờ giấy không thôi. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.